ít ruộng để ruộng đó anh em thấy là lái mới con chép còn lại nó con lên thôi. Ôi giời ơi, thì có bỏ nhầm. Ôi giời. Đây rồi. Úi giời em ơi, đấy rồi. Đóng đóng rồi, mày chạy đâu em ơi. Đây rồi. Úi giời em ơi, đấy rồi. Đóng đóng rồi, mày chạy đâu em ơi. Hàng hàng. Hello, xin chào 500 anh em đã quay trở lại với Phương Thảo Phí Sinh. Hiện nay em lại đặt được, tiết được một cái gói xốp về. Thì hôm nay em sẽ đánh trực tiếp ổ các bác xem nhé. Đánh không bó mồi nữa. Này thả ổ đánh cho nó sướng các bác ạ. Này cứ thả ổ và thả lấy không xuống. Nhiều anh em mới đánh thì nên dùng cái xốp này thì căn ổ nó dễ hơn. Bởi vì lúc mình ném cái hòn ổ xuống thì đôi khi nó còn liệng ở chỗ khác cơ. Mình cứ thả lưỡi đấy là hỏng đấy. Có xốp đánh rất là hay. Đợt này em mua nhầm xốp hạt hơi to, chỉ sợ cho vào mai ném mà cả cục mồi nó nổi phành như thế nào. Lần trước có pha đầu tiên em ném các nhá, em cho xốp này, hôm nay đánh cái xốp này này mê có cắm viên nó nhẹ lắm, ném cục mồi nó nổi bành lên trên rất buồn cười. Đợt này cho ít ít này nhá bác nhá, đánh các bác sầm lẻ tầm nó phê. Hạt to quá mà hạt to này như thế này các bác nhìn sướng mắt lắm đấy. Đánh động ổ không này. Đây em cho cả cơm nguội cho ổ nó bền. Bóp cho túi bóng bắt đầu đánh chỗ là mình ném thả một ổ xuống luôn. Đó. Này đẹp quá. Cho túi bóng bóp vào nó mới mịn được. Nằm nó vào túi 5 cân. Ôi giời. Chết dở cái túi ui. Bố cái này hỏng hình nó. Rửa hết rồi, không sao. Bục thì mình bục cái chỗ bục vào. Này trong kiểu túi khác các bạn, bục mất rồi. Đây là cái túi này các bạn nhé. Quái nào vào túi mới này bục được tài thật. Cái này nó tương đương khoảng 2 cân mồi. 2 cân mồi mà thảo xuống thì nó đánh 4-5 tiếng các bạn. Đánh hổ thì anh em dễ được cá to hơn. Này cảm giác mà cứ thả xuống bắt đầu thả lưỡi xuống nó mà đẻ phát thì phê lắm. Đó. Oh, ok, lên đường em ơi. À rồi, chìm rồi. Ui, xốp này nhiều quá. Chìm cái này là đạt đấy các bác ạ. Ngày xưa đợt em cho nhiều cám viên quá em ném nó nổi bênh cả cục mồi. Hỏng rồi. Ui, ném phát chìm luôn cả phao này, mất phao. Có cái xốp này thì anh em căn phao nó sẽ chuẩn hơn đấy, chính xác mồi chỗ này này. Các bác nhìn chưa? Chuẩn luôn, không lệch gì đâu được. Đấy ổ này mới sướng. Giờ là chờ cá vào thôi, cái này chắc là cá nó vào cũng phải nửa tiếng mới vào các bạn. Ném một quả vừa rồi thì nói chung là con nào ở quanh đấy là chạy mất dép rồi. Ngồi đây đầu đường xe cổ nó chạy qua lại chạy nhiều quá. Đấy anh em mình bắt đầu xốp lại anh em. Xốp lại đã. Đấy, để cái lụ ở trong đẹp hết các bạn. Đây rồi. Úi em ơi, đấy rồi. Đóng đóng rồi, mày chạy đâu em ơi. Đây rồi. Úi em ơi, đấy rồi. Đóng đóng rồi, mày chạy đâu em ơi. Hàng hàng. À, rồi, chui nhầm, chui nhầm.
còn béo quá. Lên. Ôi giời. Chuột quê em này bác này, nhỏ quá. Thôi nhưng mà nhỏ được là mình nhắc đầu tiên cho rõ. Nhỏ thế mà ơi. Nhỏ là một chút đầu tiên quá nhá. Vào đây chúng tôi. Xốp tận ngoài kia không? Cứ tưởng đây anh em nhìn chưa, xốp vào đây này. Đấy. Thì bóng muốn trôi vào cái không biết ổ chỗ nào luôn. Đây rồi. Đây rồi. Ok. Ui giời anh em ơi, cảm giác đè quả ngon sẽ bịt phát cứng cần, mắc cái gì bây giờ. Nắm rác rưởi thế. Cảm giác còn ngon đè phịch phát mà. Ui giời, nóng cái gì vậy? Hỏng hay nhớ. À, chắc lắm. Đấy, còn cái gì ấy nhỉ? Mà cái cây cái gì ấy nhỉ? Ui giời rồi. Này, hỏng rồi các bác ạ. Đó, cái bao luôn. Nào. Đấy anh em nhìn sợ chưa? Cái này nè, các bác nhìn này. Đó, cái bao luôn. Đấy anh em chơi nục và chơi dây rủ này nhé. Không bao giờ chơi dây nhỏ mà dây cước là kéo không kéo nổi này, đứt nó mất lưỡi phí lắm. Thì cá cái bao tải sợ. Phải chơi rủ. Rủ thì mình nhắc vào cái loại này lên. À thật sự cái bịch phát, đóng cái bịch phát cứ tưởng hàng này. Cái bào đèn như chó mực. Phí quá. Một con đấy là đà quả đẹp thế mà lại thành ra cái con. Anh em thấy có sướng không? Ăn câu cảm giác giật cái phịch phát lên mà đóng ngay cái bào. Hú hồn hú vía. Bây giờ nó còn dối cả linh rồi. Để xốp chỗ này này có héo nhỉ. Đấy. Qua nhìn. Đẻ chết. Giờ vô phi. Đẻ chết. Giờ rô phi. Rô phi nha mọi người. Này, qua nhìn nhá. Đà chết giật phát lên bờ luôn. Đà chết. Quá, một chú nhỏ nhỏ xinh xinh. Bắt đầu sóng gió. Các bác nhìn nó lún chưa? Lún chưa? Cái gì vậy? Ôi giời, chán quá anh em ạ này. Cứ tưởng hàng cụ tổ cái này nữa rồi. Ôi giời ơi, nắm rác tưởi thế rồi. Này, có chết tôi không này. Cứ đóng cái phịch vừa phát nhưng không phải căng cần. Cứng cần càng cước, cứ tưởng hàng rồi. Bây giờ lùi 2-3 cái như này lên à. Sợ thật. Anh em có thể thấy là đi câu gặp cái trường hợp bên lái thì đỡ làm sao được. Cứng cần càng cước, tưởng hàng to.
đèn thế, lắm bao tải thế nhỉ. Ngày ngày dịu rồi. Chán thế. Đàn quá. Nối này đôi khi cục mồi ở đây mồi đây nó vẫn còn lẩy xuống chỗ này anh em ạ. Mình nối này sợ nó lẩy cái cục mồi của mình đi. May quá vẫn lẩy xuống ở đây. Đây quay anh em rõ vào. Đây rồi. Ui đây rồi anh em ơi. Ui giời. Hàng cứng rồi. Đây rồi. Ui giời. À, chấm con nhá. Chấm con. Mày chạy đâu? Đây rồi. Ui đây rồi anh em ơi. Ui giời. Hàng cứng rồi. Đây rồi. Ui giời. À, chấm con nhá. Chấm con. Mày chạy đâu? Quê em được con thành con bé nhưng mà tươi đầu đúng một đuôi còn bạn. Nú anh em nhìn nhớ lún đấy. Anh em nhìn sập chưa? Đây rồi, ôi dồi phê. Ôi trời ơi. Dồi phê các bác ạ. Anh em nhìn này, dồi phê sạch, tập vào chuối luôn. Cảm giác đánh phê. Xuống gần mồi chứ, á rồi. Dậy đóng tung rồi. Ui, con này nhỏ mất rồi. Dậy đóng tung rồi. Tả phát chuẩn lỗ luôn. Ui anh em vừa nhìn nó đóng hai con không? Một con chuôn, một con phi. Chuôn nhỏ nhỏ.
đang lún anh em ạ. Cho nhìn ra luôn. Dập ác đấy. Mày chạy đâu? Ui, chép 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 anh em ơi. Ui, đừng có chép rồi. Ây dồi ôi, đừng có chép chép, phải chạy đâu. Bóng người ấy rồi. Chú chép. Đó anh em thấy là gái mới đọc con chép. Còn lại nó con lên thôi. Rồi anh em mình chép chưa? Con dài, này mới là chép ngon này. Chép quê em thế này tươi chưa? Phê nồi mát này. Tuyệt vời. Này đục phì cuốn ổ này. Ấy dồi, đục phì cuốn ổ nha mà. Ôi dồi. Bóng rồi. Ui, nhìn quả đẹp chứ bóng rồi. Cần giật căng quá các bác, nhìn nhé, nhấc bóng con lên, đã màn. Nhấc bóng con lên, đã màn, con bóng mất, phí quá. Đánh hộ cũng phê đấy. Đây, cho anh em chim ngưỡng thành quả của em. Đó, sợ hàng này. Các bác nhìn chưa, được mềm chấm này, mềm chép nữa mà. Chấm chép chui, khờ khới các bạn, này ngon rồi. Rồi, về anh em ơi.